Bộ Y tế xác định vaccine COVID-19 vẫn là vũ khí chiến lược và là lá chắn quan trọng nhất trong phòng chống dịch. Vì thế mà hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu việc tiêm vaccine mũi 4 cho các đối tượng chỉ định, nhất là đối với đối tượng nguy cơ cao. Hiện Bộ Y tế tiếp tục xây dựng tham khảo kinh nghiệm quốc tế về mũi tăng cường này. Mũi thứ tư dự kiến sẽ được thực hiện đối với một số đối tượng và ưu tiên cho đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền và có bệnh mãn tính. Đây là những đối tượng mà Bộ Y tế đang nghiên cứu, đang tổ chức các hội thảo khoa học để có thể triển khai tiêm được mũi 4, đảm bảo thành quả của chiến dịch tiêm chủng từ trước đến nay. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu các mũi tiêm bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine công nghệ mRNA như là Moderna, Pfizer.